Vâng, xin chào anh chị em nha. Thì như anh chị em đã biết, dòng ma của Samsung thì ra rất là nhiều phiên bản. Thì hôm nay em có một phiên bản nói chung là rất là xịn sò nha, mà mất giá thì cũng rất là mềm. Vâng, và trên tay em đây chính là chiếc Samsung Galaxy A51 nha. Đó, phiên bản này đặc biệt hơn nha, đặc biệt hơn vì nó có công nghệ 5G nha, rất là hiện đại luôn nha anh chị em. Đây, về mặt thiết kế của nó đây thì nhìn nói chung cũng rất là xịn sò nha, rất là sang chảnh luôn. Thiết kế thì khá là thon gọn nha, đó nhìn rất là đơn giản mà đẹp nữa. Đây rất là sang luôn. Trên tay em đây phiên bản màu hồng nha. Đó, thiết kế thì nói chung cũng khá là giống với con S20 Plus nha anh chị em. Cầm trên tay nói chung cũng rất là xịn sò luôn. Và đây là mặt trước của nó nha. Đó, cảm ơn màn hình các thứ thì rất là mượt nha. Mấy ngày thì nói chung bên em đang về rất là nhiều luôn. Đó, về sẵn rất là nhiều. Đây, đó, đầy đủ màu luôn nha, có màu trắng, màu đen và màu hồng luôn. Màu hồng ở trên tay em cầm đây, đó nhìn rất là xịn sò. Đây, phân khúc giá 3 triệu mà cấu hình thì cũng rất là ngon lành luôn nha. Đây, RAM thì 6GB, bộ nhớ 128GB nha. Với cái bộ nhớ lưu trữ như thế này thì anh chị em lưu trữ cũng rất là thoải mái luôn nha. Đó, còn RAM 6 thì khỏi phải nói rồi. Nói chung là chiến game tầm trung, liên quân, liên bút các thứ thì vẫn rất là ok, rất là mượt mà luôn nha. Với một điều nữa, em này mang trên mình một viên pin 4.500 nha. Đó, khá là trâu luôn, cầm pin khá là ok luôn nha. Em này cũng có tiết kiệm pin sẵn rồi. Đó, nên nhìn rất là xịn sò. Đây, nó tính cấu hình thì em vô một con game test ngay cho anh chị em xem luôn. Đây, để coi hiệu năng của em nó như thế nào nha. Đây, vào làm luôn một trận game cho anh chị em xem. Màn hình em này nói chung khá là to nha, tới 6.5 inch nha. Đó, nhìn rất là xịn sò. Đây, đó, rất là mượt mà luôn nha. Đây, hiển thị các thứ đây rất là đẹp đẽ luôn. Đó, đây, lát game các thứ cũng rất là nhanh nha. Đó, tầm phân khúc 3 triệu hơn thì em này nói chung khá là đáng để sở hữu nha anh chị em. Đó, nói chung là cũng phục top dòng A rồi, rất là xịn sò, pin cũng rất là trâu nữa, phù hợp cho anh chị em mà dùng để chạy công việc nghe, chạy xe công nghệ nghe, hay là dùng cho những bạn học sinh sinh viên các thứ hiệu rất là ok luôn nha. Vừa nói chung vừa giải trí được mà vừa áp dụng cho trong việc học cũng rất là ok luôn. Đó, đây thì chiếc màn hình của Samsung thì khỏi phải chê về cái độ đẹp của nó rồi. Em này mang trên mình một công nghệ màn hình Super AMOLED nha, độ phân giải thì Full HD luôn. Đó, đây rất là xịn sò nha. Đó, với một chiếc màn mà Super AMOLED rồi lại Full HD cộng nữa thì đây nói chung khá là ngon lành luôn nha. Đó, hiển thị các thứ đây rất là xịn sò luôn. Đó, chiến game nói chung RAM 6 mà anh chị em, đó rất là ngon lành nha, không hề một nỗi lắc gì ở đây luôn. Đó, đây khá là ngon. Nói chung mà test tới cái màn hình thì cũng mới bật cho anh chị em xem một cái video luôn nha, cho anh chị nào thích cày phim, nói chung là xem phim, cày phim dài tập thứ gì đây. Đó, màn hình ở đây rất là xịn sò nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì dẫn em này thì em đang bán trực tiếp tại 33 Lã Minh Thăng, phường 12, quận 11 nha. Có bảo hành cho anh chị em khi mua máy luôn, và cũng có ship code ở sau nha. Đây, anh chị em mà cần ship code thì cứ liên hệ vào số Zalo này, hoặc anh chị em gọi trực tiếp cũng được nha. Đó, thì dạo gần đây thì có một số kẻ kiểu như là mạo danh bên cửa hàng của em, nên khi giao dịch trực tiếp online thì anh chị em lưu ý nha, bên em chỉ sử dụng một số tài khoản, là số tài khoản này thôi. Chủ tài khoản tên là Trần Bá Hải nha, còn các số tài khoản còn lại thì không phải của bên em, nên khi giao dịch anh chị em lưu ý nha. Đó, thì nói chung xem phim các thứ thì khá là ổn định, khá là ok rồi. Đó, rất là sắc nét luôn, rất là sắc nét, màu thì cũng rất là đẹp luôn. Thì chiếc loa của em này cũng rất là to nha, nên vì một số bản quyền nên là em không mở to hết cỡ được. Đây, em sơ qua phần camera cho anh chị em xem luôn nha. Đó, góc thì nói chung góc chụp thì cũng rất là rộng luôn. Đây, cũng là rộng rồi. Đây, chụp vài tấm cho anh chị em xem luôn nha. Camera nói chung cũng mấy dòng dòng này thì Samsung thì có cái chê rồi anh chị em. Đây, chụp hình là đỉnh của chốt luôn. Đấy, hiển thị nói chung các thứ rất là sắc nét nha, và ống kính thì cũng rất là đẹp luôn. Đây, màu sắc rất là tươi nha.
đó, hiển thị thấy chữ Nguyễn Thảo Mobile luôn nha. Đây đó, đây là địa chỉ luôn nha, 33 Lã Minh Thăng, phường 12, quận 11 nha. Đó, nói chung là mong là anh chị em có thể qua ủng hộ em nha, những chiếc máy này nói chung về rất là nhiều. Rồi, em xin cảm ơn chị em nhiều.